Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Pap Công Nghệ nha. Và trên tay của mình hiện tại đây chính là em IQ Neo 9S Pro, một chiếc máy mới ra mắt nhất của nhà IQ tính tới điểm hiện tại. Và chiếc máy này sử dụng con chip Dimensity 9300 Plus Lloyd 8 mới nhất của nhà MediaTek. Và ở trong video ngày hôm nay thì mình sẽ thử test hiệu năng ở trên em IQ Neo 9S Pro này, để xem với con chip Dimensity 9300 Plus này thì cái hiệu quả tản nhiệt và cái hiệu năng của em nó ra sao. Thì ok, bắt đầu video thôi. Thông minh, thật là thông minh. Người thông minh tới mức độ này sống không lâu đâu. Trước tiên ấy, mình đã sâu qua cho các bạn xem cái điểm số AnTuTu của em nó này. Trong lần đo đầu tiên ấy, thì em nó đo được là 1.809.521 điểm nhá. Thì cái điểm số này mình thấy rằng ấy, nó khá là tương tự với em Redmi K70 Pro sử dụng con chip là Snapdragon 8 Gen 3 nha. Ok, và bây giờ này mình sẽ đo lại điểm số AnTuTu của em nó. Trong trường hợp ấy là mình sẽ đo FPS này, quay màn hình này, chơi Wuthering Way. Ui sợ quá, sợ quá. Ok, vào game thôi. Và mình đã vào cái tựa game Wuthering Way rồi nhá. Mình sẽ bật chế độ Master lên này. Đó. Và mình sẽ cho cái tựa game này ra cửa sổ nổi. Ok, ra cửa sổ nổi rồi và mình sẽ bật thêm ứng dụng Scene này. Ứng dụng Scene này thì mình sẽ show hết tất cả các thông số của máy lên nha. Có Classic Monitor này. Đó là CPU, GPU này, Mini Recorder này. Đó là show điểm số CPU, GPU và cả Temperature, nghĩa là nhiệt độ của em nó nha. Mình sẽ đo lại AnTuTu, đồng thời là quay phim màn hình. Và bây giờ mình sẽ ấn đo lại. Imagination. Mình sẽ phóng to cái này ra một chút. Mặc dù mình đang test ở trong cái chế độ AnTuTu ấy, nhưng mà cái em này đang chơi khá là đoạt nha. CPU thì đang chiếm tới gần như kiểu 60% rồi. Còn nhiệt độ thì vẫn đang ở 34 độ C. Và mình cảm giác là mình không thể ấn được ấy. Mặc dù là vẫn chơi được đấy, nhưng mà nó lag lắm mọi người ạ. Nó không mở được như em Redmi K60 Ultra hay K60 đâu. Đấy, ngày xưa thì mình sẽ không có những cái biểu đồ đo FPS hay là biểu đồ đo như này đâu. Đấy, và hiện tại thì nó đo được là nhiệt độ của pin đang là 38,4 độ C nha. Và FPS hiện tại chỉ là 9 FPS thôi. CPU thì gần như là chiếm 90%. Ở hiện tại vẫn còn chơi được nha. Chứ lúc nữa nó đo GPU ấy thì mình không biết rằng nó còn như thế nào nữa. Ui ôi, đứng nguyên này, đứng hình luôn này. Mặc dù cái tựa game Wuthering Way của mình đã bật max setting rồi, nhưng mà mình thấy rằng trong cái bài test này nó cũng không thể nào chạy lên nổi 60 FPS mọi người. Thậm chí là mình ấn các nút di chuyển nó còn hơn, nó không ấn được cơ. Hiện tại thì CPU đang chiếm đến 100% rồi. Và cái tựa game của mình hiện tại đang cực kỳ là lag luôn. Nó lag đến cái mức mà khi mà mình ấn di chuyển này, mình ấn xoay xong mình ấn di chuyển nó còn không cả đi được cơ. Đấy. Ngày xưa khi mình test ở trên Redmi K70 với K70 Pro ấy, nó lag hơn trên này rất là nhiều. Lúc đấy mình còn bật cả một app Genshin với cả một app Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến, hoặc là một app Liên Quân cơ. Xong rồi sang một bài test khác thì mình lại test ở trên Minecraft, nhưng mà bật ở Shader Ultra Realistic. Đấy. Thì cái bài test đấy nó mới kinh khủng. Chứ còn như này vẫn bình thường thôi. Này, bố mình nhịn được lâu lắm rồi đi nhá. CPU thì đang chiếm đến 81% và GPU thì hiện tại là không thể đo được nha. Mình nghĩ là cái đo mà GPU đã bị miss rồi. Nhiệt độ thì đang khá là nóng nha, cho nên là mình sẽ cấp cứu cho em IQ Neo 9S Pro này bằng con sò tản nhiệt AL11 nha. Con sò này thì ăn được tầm khoảng 15 watt điện đấy, cho nên là cực kỳ là mát luôn. Những bạn nào mà chơi game mà đam mê với con sò cooler AL11 này thì các bạn có thể ghé thăm shop của mình nha, cực kỳ là mát luôn. Và con đèn này là đèn LED RGB. Ok, và bây giờ mình sẽ chờ một lúc để xem là em nó được bao nhiêu điểm nha. A few moments later. Ok, đã đo gần xong rồi. CPU vẫn đang chiếm 100% nha. Ok, vậy là chúng ta đã đo xong điểm số AnTuTu của em IQ Neo 9S Pro này. Và điểm số của em nó ấy, giảm từ 1.8 điểm xuống còn 757.000 điểm. Mức giảm cao nhất từ trước cái này khi mà mình test trên điện thoại. Quá kinh khủng luôn. Lần trước khi mình test trên em K70 với K70 Pro ấy, thì cái điểm số của em nó chỉ giảm tầm khoảng một nửa điểm thôi. Còn hôm nay mình test ở trên em IQ Neo 9S Pro này ấy, thì chắc là
máy nóng quá không chịu được ấy, cho nên là giảm chảy đến 60-70% đấy mọi người ạ. Và trong quá trình đo này, nhiệt độ tăng từ 32 độ C lên 44,2 độ C, nhưng sau đó mình đã gắn sò vào rồi, cho nên là nhiệt độ lại giảm xuống một chút. Đó, khá là ok nha. Ok, anh em check giá điện thoại và link mua em sò tản nhiệt cooler AL11 này ấy, thì mình sẽ để dưới phần mô tả. Nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, hãy cho mình một like, một share, một subscribe để mình ra những video tiếp theo hay hơn nha. Cảm ơn các bạn.